Hello các bạn đến với kênh Tony TV. Mình đã thực hiện lời hứa dẫn cả team đi tới Thảo Cầm Viên đây. Đó, các bạn có thấy Thảo Cầm Viên chưa? Giờ bây giờ cả team mình sẽ đi vào mua vé, đi vào viếng thăm nha. Cưng muốn coi con gì? Con sư tử. Sư tử, không biết trong này có không? Coi, Ngáo muốn coi con gì Ngáo? Dạ, em muốn coi con nai. Mặt Ngáo vậy mà thích con nai. Em thích coi con cọp. Em thích coi con gấu. Giờ mình sẽ đóng tiền vé để đi vào. Một người nhiêu chị? 50. Là trên meta hết đúng không? Với tiền xe 50 nữa là 700 nha. Dạ. Cầm cái vé này là vào coi thú được rồi các bạn ơi. Lần đầu tiên bọn mình đi sở thú nha các bạn. Nghe nói con cọp ở ngoài đời bự lắm. Để chút nữa mình vô mình giật lộn với nó nha các bạn. Đó giờ mình chưa gặp gấu, giờ mình vô mình coi. Mình thì muốn coi mấy con chân siêu to khổng lồ á. Mình sẽ dành thời gian nửa ngày để cho các em ở đây đi tham quan sở thú. Thích con gì thì thắng lại. Sẽ ngắm con đó tới nỗi mà chán thì mới đi qua con khác. Con công nó xe đuôi ra kìa. Wow, con công nhìn nó kìa. Thì ra loại công mà lông đuôi có con mắt ở giữa là công ấn. Con gái cá này nhìn kỹ nó giống con hải cẩu quá à. Trời ơi, con heo quần kìa. Cuối cùng mày đã tìm được đồng mỏ của mày rồi đó, quan mập. Con heo mặn chuối. Cái xác đó là con heo, nhưng mà linh hồn là con khỉ. Thì ra mấy con này là kỳ lông nhông, kỳ nhông xanh à. Tắm nắng thôi mà làm gì cái mặt thần thái dữ ta. Rồi, mình vừa lấy xong nó quê bỏ đi luôn rồi. 5 minutes later. Nãy giờ đi tham quan rất là khát nước luôn nha các bạn. Chảy mồ hôi đầm đề luôn các bạn ơi. Có gáo luôn á. Sở thú này rộng quá trời ơi. Đã khác quá, cái sở thú cái gì mà nó rộng quá trời luôn rồi. Coi trong thế giới động vật á, con nai này nè bị cọp với sư tử ăn hoài à, tội nghiệp ghê luôn á. Làm kiếp nai khổ dữ dằn, bị mấy con khác ăn thịt không à. Trong TV nó đã cao mà ra ngoài đời nó cao dữ nữa, bằng cái cột nhà của mình luôn ấy các bạn. Giờ mình đang coi bản đồ của con voi nằm ở đâu, mình sẽ đi xem voi nha. Voi châu Á. Cái con voi đực nó cái gì với con voi cái mà con voi cái vô chuồng đợi con voi đực rồi. Ngắm voi nãy giờ chán quá trời rồi. Mấy con voi này ẻ cứ thúi quá. Vương quốc Linh Dương rồi nha các bạn. Mày đang ngắm gì vậy? Đang ngắm mấy con vịt. Con vịt có ở đâu mà ngắm? Đi chơi xa mấy ngày tao nhớ con vịt nhà tao. Thôi ở đây mày ngắm đi, bọn tao đi coi con khác. Không biết sao mà cuộc đời của em nhìn mấy con rắn là muốn dập bẻ luôn á. Ơi mấy con chân đất kìa. Con chân đất kìa các bạn ơi. Nó mới ăn con gì mà bụng bự dữ vậy. Bên này cũng là một loại chân đất nhưng mà khác màu thôi. Con nhỏ thì con nhỏ đang cuộn thôi. Cứu! Cứu! Ăn xong rồi về nha. Cái lúc này nó còn đậu sáng giờ tụi mình đi mà chưa có hết nữa. Đi vừa mệt vừa đói bụng nữa, giờ đi về ăn. Con cẩu này nó bự cũng bằng con chó Alaska thôi nhưng mà nó mạnh hơn. Nãy giờ ngắm lên cẩu chán quá, giờ qua ngắm con khác. Hùng đi thôi, đứng ngắm gì nữa hả? Thôi đang ngắm con chim. Trời ơi con lười ơi. Để coi con lười ơi nó bự cỡ nào. Sao không thấy con lười ơi nào hết trơn vậy? Bò thấy gà không à? Cái nhà của con lười ơi xịn sò với ha, có giọng nữa chứ. Ai da con quỷ. Nó nằm ơi. Rồi nó bò ra kìa. Ơi có khỉ đột nè. Dạ nhau dạ. Đi rồi kìa tim. Cái gì con quỷ
đợi mày vô giặt lộn với nó kìa Ngáo ơi. Coi trong TV thấy con cọp nó nhỏ lắm mà ta, sao ngoài đời nó bự dữ vậy? Lẽ tao nghe nói là mày đòi quýnh lộn với con cọp thôi, mày nhắm làm lại nó hao. Lâu lâu nó giỡn câu làm gì dữ vậy các bạn. Ok. Mấy con cọp này nuôi đây sao ốm nhất à, tội lắm các bạn. Thì ra con gấu chó nó ăn cà rốt. Cọp gấu sớm giờ em ngắm đủ rồi, giờ đi ngắm cá sấu nha anh Vinh. Hành trình tiếp theo của team mình là đi ngắm cá sấu nha. Mấy em đang muốn ngắm cá sấu không? Ok, giờ đi ngắm nè, nhớ nha, không có leo lên thành ngồi nha. Ngồi rớt với cái thằng cá sấu nó hốt vô bụng luôn đó. Team mình đi ngắm cá sấu đây. Tèn 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 tèn. Ủa sao hồ này không thấy con cá sấu nào trơn vậy trời? À, con cá sấu này hả? Mình mà đi xuống dưới là mình nắm đầu nó quay như dế vậy. Đây, con cá sấu này chút xíu xíu. Con cá sấu nào bự đâu? Đâu, con nào bự nhất tao chỉ anh rồi. Anh xuống giặt lộn với nó 180 hẹp ơi. À, trời ơi. Con này hả? Dạ. À, con này hơi bự rồi. Cái con quỷ này sao bự dữ vậy? Chắc chết sớm à. Vì ăn nhiều quá bị dễ bị tiểu đường lắm. Ba đứa nhường hùng vậy nè, chắc đủ cho bữa ăn sáng của nó thôi. Mấy con này là chuyện bình thường thôi, con bự nhất ở dưới gầm cầu này nè. Giờ mình sẽ đi lại cho dê, cho dê ăn cỏ nha. Đi cho dê ăn xong rồi bọn mình sẽ đi ra khỏi sở hú. Chỉ mệt thôi cho dê ăn nha các bạn. Ôi nó mệt, ráng đi mày, lâu lâu đi chơi mà than hoài. Cỏ có 2.000 một bó thôi, mình mua cỏ cho dê ăn nha các bạn. Con có cỏ 2.000 đồng thôi, 10 bó 10 bó. Ai có cỏ cầm cỏ. Ai có cỏ thì đi vào. Không đúng rồi nha, một. Không có cỏ thì ở ngoài. Không có cỏ thì hai. Ba. Rồi đi vào. Đây dê núi, dê núi nè. Đó, thấy các bạn thấy chạy dê không? Đây 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 đây, đưa đưa cổng này đây. Trời ơi, nó giật ăn mất tiêu rồi. Này. Cắn sao rụng cái tay của anh Tony luôn nha mày. Ơi con này còn nhỏ tội nghiệp quá, ăn nhiều nhiều đi con. Ừ. Cái gì vậy mẹ? Thôi thôi. Trời. Mấy cái bánh bèo này ăn từ từ thôi, ai dành ăn mày mày ăn dữ vậy? Nó thấy ai cầm cỏ vậy nó sẽ bu lại rất là nhiều luôn đó các bạn. Anh nhìn con này nè. Con này là ham ăn nhất luôn á. Có những con mình đang cầm nè, nó đá lên chân mình nó bu lên nó cạp cỏ các bạn. Từ từ. Mày đâu? Trả tao. Các bạn này con cho làm gì như mày? Cho mấy này ăn vô quá các bạn ơi. Con này có cỏ không mà ăn nó bú vú. Cả team mình đang trong chạy dê để cho mấy con dê ở đây ăn. Vui không? Vui. Và mình đã thực hiện lời hứa với mấy đứa ở đây rồi nha. Dạ. Và sắp tới là còn những cái khu vui chơi khác ở trên Sài Gòn này nữa. Và bây giờ video đến đây là kết thúc thôi. Bye bye và hẹn gặp các bạn những clip tiếp theo đi. Bye. Mưa đây, đang trời mưa đây. Đi sở thú bị dính mưa rồi. Và ngày hôm nay nhờ cơ hội mà mình đi sở thú mình mới biết thêm được có rất là nhiều fan rất là yêu quý mình luôn, rất là tôn trọng mình. Gặp mình quay phim á, họ sẵn sàng họ đợi bạn, tại vì mình quay phim á mình vừa suy nghĩ phải đặt góc quay, rất là bận luôn. Họ đợi mình khoảng 5 phút họ đi tới chụp một tấm hình, họ cảm ơn rất là lịch sự. Mà có người á rất là kỳ luôn, mặc dù là phụ huynh nhưng mà rất là kỳ cục nha. Kiểu như là thấy mình đang quay phim luôn, mình đang quay, mình cầm máy mình quay luôn. Thế á mà họ vẫn đi tới nè, rung lắc mình kiểu như đẩy vai mình đó bạn, rồi nói là anh ơi anh phải thấy em là Tony không, mày là Tony đúng không, các kiểu như vậy các bạn. Mà trong lúc đó là mình đang cầm máy quay luôn, rất là bất lịch sự luôn. Thật sự nói rất là thất vọng, rất là buồn à, phải chi con nít á mình không bao giờ mình chấp nó thiệt. Nhưng mà cái này là người lớn rồi, 40 tuổi trở lên rồi mà kiểu hành xử rất là thiếu văn minh luôn các bạn. Ôi mưa rồi, mưa rồi. Đã đi.